Lấy áo lên. À, không? Không, ăn nem mà ăn không hút. Ô, cái loại ống đồn sâu nặng kinh. Lấy cái mỏng ra để không, lấy cái dày. Chán đời. Nặng bó cụ. Em vẫn cứ buồn cười với anh nha. Nói chuyện bảo là ông bảo cái giếng bé tí mấy bạn thương hết. Mẹ em cứ nghĩ con em buồn cười. Không phải long mạch thầy không xem ở dưới. Anh Cu đến đây nhỉ? Anh Cu đi chơi ở đâu không biết. Anh Cu đi nghe radio rồi. Nhưng mà tôi xuống. Thế nhà nhau này, một dây này cũng đi được đây. Cái này xe đi ơi, xe chết đầu kéo chứ có phải là cái loại xe đi chơi rồi. Không thì vợ chồng nhà này không biết làm ăn cái gì, không có giám sát thì vợ chồng nhà này làm ẩu lắm. Nay ra nhiều giám sát. Ông bé này thì nước đem thôi ra nhỉ. Bà nhớ nước lại nó tử nó không khỏe lắm. Vài bát nước thì hết. Đi đâu cho hai cận vệ đi. À thì cái đấy là nó béo quá là ăn cho nó khỏe. Thế nhưng mà sao nó không dính vào tay à? Có dính nhưng mà em quen rồi. Cố chịu. Tay quen bôi cái nhớt nhớt này rồi nhưng mà không dính nữa. Này được bao nhiêu ống? Ống này mới được bao nhiêu mấy men? 5 men à? Vinh tránh ra ngoài. Nhớ nhớ dây điện rồi nhé. Cái này nó cẩn thận nhé. Đấy gọi là ổ gì ấy? Xem rồi phải xem hết. Đầy đủ về chi tiết. Đây gọi là review có tâm. Ông nào muốn nắp thì cứ xem video này chính phát rồi. Gọi ngay chủ thầu. Cái này vào không ai còn làm bao nhiêu ngày còn chả được. À đen thôi, đỏ thì đầy nước. Ừ. Ê, nhà khuynh vẫn chưa được. Thêm ống nữa, đắt thêm mấy gì để ống cắm. Nhà phạt đầy đâu. Như hôm về mà ta mà cắm vẫn tới. Sao phải kêu cơ? Nó kêu để... Để kêu là không trả tiền đâu ấy. Nó mà kêu là không trả tiền đâu ấy. Toàn mùi keo rồi. Nhưng mà cũng không khỏe mấy. Anh không khỏe. Không khỏe nữa. Nguyên hưởng nó khỏe hơn. Nó ra ông 21. Thì rộng nhá. Càng lúc đi hẹp lại nó càng to nó càng khỏe. Càng to nó càng rụt lại vào.
càng nhỏ đấy càng không sao. Khối đúng không? Thì 163 nửa tiếng 3 khối nhưng mà hút xa hút gần.